luôn hãy nở trên môi nụ cười và ta cùng hát hát lên nào. Bạn ơi hãy đến hát với chúng tôi, bạn ơi hãy đến đem những yêu thương ngọt ngào và luôn hãy nở trên môi nụ cười và ta cùng hát hát lên nào. Thanh Tùng và Thanh Vân xin kính chào quý vị khán giả truyền hình. Ta lại gặp nhau và sẽ cùng hát vang với nhau những bài hát rất hay trong chương trình được mang tên Nào Ta Cùng Hát do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Xin cảm ơn Vinaphone đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Bên phải Thanh Vân là hai thành viên của đội nữ, bạn Ái Minh và Ngọc My. Chúng ta sẽ cùng nhau chào đón hai chàng trai, bạn Xuân Hùng và Văn Cường. Bên cạnh những thí sinh, chúng ta sẽ còn gặp gỡ những gương mặt ca sĩ khách mời. Xin hãy cùng chào đón với Vân, ca sĩ Anh Thúy. Cho những yêu thương bên nhau, nào ta cùng hát để xuôi đi âu lo. Chúng ta cùng hãy đón chào đón các vị Vũ Bảo. Nào ta cùng hát với những đam mê, nào ta cùng hát cho những yêu thương bên nhau, nào ta cùng hát để xuôi đi âu lo. Nào ta cùng hát với kính chào quý vị cùng đến với Nào Ta Cùng Hát. Và đây sẽ là một chương trình rất đặc biệt vào tháng 3. Chắc chắn nhắc đến tháng 3 và đặc biệt vào những ngày đầu tháng thì chúng ta sẽ nhắc đến một ngày đặc biệt dành cho phụ nữ. Vào ngày này thì rất là nhiều cánh đàn ông sẽ thuộc một đoạn thơ rất là nổi tiếng, đó là: hôm nay ngày 8 tháng 3 tôi giặt giùm bà cái áo của tôi, cà phê tôi pha được rồi, không cần bà phải lôi thôi lắm lời. Đó chỉ là một đoạn thơ rất là vui thôi, nhưng mà thông qua đó chúng ta biết được rằng là ngày này không chỉ để tôn vinh phụ nữ mà còn là một ngày để cánh đàn ông nhìn về nét đẹp của những người phụ nữ Việt Nam. Và hãy dành một tràng pháo tay cho các cô gái rất đẹp ngày hôm nay các bạn trai ạ. Và mới mở đầu chương trình thôi mà anh Thanh Tùng đã đọc cả một đoạn thơ rất là dễ thương như vậy rồi. Ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều hoa, nhưng đó chính là những bài hát hay của Nào Ta Cùng Hát. Và đầu tiên hãy cùng đến với một đội toàn những bông hoa đẹp, đó là những cô gái. Xin chào anh Thúy cùng với hai bạn rất là tươi xinh, bạn Ái Minh và Ngọc My, các bạn sẽ chọn tên đội là gì ạ? Và có thống nhất với nhau là tên nhóm sẽ là 888. 888, tại sao lại có ba con số này ạ? Hay 3 số 8 đúng không? Đúng rồi. 18, 28, 38, 3, 38. À, 3, 38 vậy thôi, cho Vân vô chung nhóm luôn. 4 số 8. 4 chị 8. Nhưng thực ra thì đó cũng là một điều rất là dễ thương. Bởi vì thông thường vào ngày này thì mọi người vẫn hay gọi những cô gái với một cái tên gọi rất là dễ thương là những bông hoa 8. Đó là một điều mà tôi nghĩ là rất là phù hợp với các bạn. Và bên kia là 888, bên này sẽ là gì đây? Xin mời Vũ Bảo. Bên nhóm của Thúy thì đặt tên là nhóm 888. Và chủ đề của mình hôm nay là ngày 8 tháng 3 thì nhóm của Bảo cũng sẽ đặt là 333. Ồ, cũng và rất là dễ thương. Ba chàng trai với ba phong cách khác nhau sẽ chinh phục ba cô gái bên kia. Wow. Vâng, và mở đầu chương trình thì chúng ta đã có một không khí rất là dễ thương và vui nhộn của ngày 8 tháng 3 đúng không ạ? À? Và hãy cùng với hai đội của chúng ta, đội 888 và 333 bước vào vòng thi đầu tiên được mang tên Bài Hát Bí Mật. Chương trình Nào Ta Cùng Hát ở vòng đầu tiên vẫn luôn luôn sẽ có hai bài hát bí mật, và mỗi bài hát bí mật sẽ đem về 50 điểm cho đội nào tìm ra nó. Bắt đầu bằng từ khóa, các bạn hãy hát một đoạn nhạc có chứa từ khóa đó. Thời gian dành cho các bạn suy nghĩ đó là 5 giây. Nếu các bạn hát đúng bài hát này thì các bạn sẽ nhận được hai nốt nhạc của bài hát bí mật đầu tiên. Bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với lượt chơi của các bạn trong đội 888 trước. Và từ khóa mà chúng tôi dành cho các bạn ấy đó là từ hiền, và 5 giây bắt đầu. Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Cô và mẹ là hai cô giáo, mẹ và cô ấy hai mẹ hiền. Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Cô và mẹ là hai cô giáo, mẹ và cô ấy hai
hay quá, tuyệt vời quá. Và điều đó cũng có nghĩa là 10 điểm dành cho 888. Và bây giờ sẽ là hai nốt nhạc đầu tiên. Xin mời các bạn. Bây giờ là tôi rất là muốn nhắc các bạn luôn á. Sau khi mà 888 với nhau, nhưng mà cuối cùng 88 cũng không biết. Và từ khóa mà chúng tôi dành cho các bạn trong đội 333 đó là từ tôi và 5 giây bắt đầu. Đội của Bảo sẽ chọn bài Cây đàn bỏ quên của nhạc sĩ Phòng Duy. Hôm xưa tôi đến nhà em, ra về với nhớ rằng quên cây đàn. Đêm khuya thao thức mơ màng, chờ mai tìm đến cô nàng ngây thơ. Hôm sau tôi đến nhà em, cây đàn năm đó mà em đâu rồi. Bông hoa trên phím tươi cười, người tiên tặng đóa hoa đời xinh xinh. Rồi chúng ta vừa nghe một đoạn bài hát rất là hay đúng không nào? Và trong đoạn đó thì Thanh Tùng và Thanh Vân đã biến thành hai người hát bè, cứ đứng tình tang, tình tang, rất là đáng yêu phải và không nào? Và chắc là quý vị khán giả cũng giống như vậy. Và chúng ta hãy cùng dành 10 điểm cho các bạn bên đội 333. Và bây giờ sẽ là 4 nốt nhạc của bài hát bí mật đầu tiên. Xin mời quý vị. Xin mời 333. Đội 333 vẫn chưa nghĩ ra được bài hát. Và vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với 888. Từ khóa dành cho 888 sẽ là từ em và 5 giây bắt đầu. Lung linh tia nắng sớm mà hay, em xin như đóa hoa sang đời. Dù rằng đường phố như những ngày xuân mới, yeah. Bên anh em thấy rất vui, ngày hè dù nắng chưa oi nồng, nhẹ cầm bàn tay anh vô cùng bối rối. Kia những cơn mưa rông đầu mùa hè, tươi mát bao nẻo đường rụt ra, những cơn mưa cho người mới yêu. Trắng bay thật cao, phố vẫn đông vui như ngày nào. Tiếc chi bao kỷ niệm cũ xưa. Anh xin hãy là tia nắng của em, xin hãy là mưa mát về đêm, cho anh ngủ trong trái tim em. Một không khí rất sôi động và 10 điểm dành cho 888. Và bây giờ sẽ là 6 nốt nhạc của anh Hoàng Nhã. Xin mời 888. 888 cũng 888 luôn, thôi nhường cho 333. Chúng ta sẽ quay lại với 333. Và từ khóa mà chúng tôi sẽ dành cho 333 đó là từ người và 5 giây bắt đầu. Đội 333 sẽ hát bài Không thể và có thể của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Người đã ra đi có thể trở lại, vết thương ngày nào có liền xa, nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chim đỏ. Hồi hồi ngày gặp nhau, xua tan đi bao nỗi mong nhớ.
dần tan. Và điều này thật rộn ràng êm ái. Có thể một ngày mai chúng ta sẽ trong cuộc sống thì không có gì là không thể cả. Và đó chính là điều kỳ diệu nhất mà cuộc sống ban tặng cho con người chúng ta. Hãy cùng với điều kỳ diệu này dành tặng 10 điểm cho các bạn bên đội 333. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe 8 nốt nhạc. Xin mời anh Hoàng Nhã. Giai điệu đã rất là rõ rồi, không biết các bạn đã đoán ra được bài hát chưa ạ? Đội 333 thì cũng xin đoán bài hát là Em Trong Mắt Tôi. Em Trong Mắt Tôi. Em Trong Mắt Tôi của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường. À, biết luôn cả nhạc sĩ và rõ ràng rằng là đây là một đáp án chính xác. Quý vị thân mến, xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Đức Cường, bài hát Em Trong Mắt Tôi. Và chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của cả hai đội chơi, xin mời các bạn. Không cần soạn văn, xin thơ xin thơ xin rất hiền. Không quên xin xây cao góc, em cho riêng mình nghe báo dài. Xin ra giống như hoa kia bên thềm, ngã tư không que sắc màu, ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng. Nhẹ nhàng tung váy ta áo dài. Xin dành tặng cho 333 số điểm là 50 điểm. Hiện tại thì các bạn trong đội 888 đang có 20 điểm, còn các chàng trai trong đội 333 đang có 70 điểm và họ sẽ cùng đến với lượt chơi của mình ở bài hát bí mật số 2. Và từ khóa mà chúng tôi sẽ dành cho các bạn ở trong đội 333 đó là từ bước và 5 giây bắt đầu. Xin mời các bạn. Bài gì ạ? Và một bài hát mà 333 sẽ tặng riêng cho ba cô gái của 888. Ca khúc rất dễ thương của nhạc sĩ Sĩ Luân được mang tên Mắt Này Cha Cha Cha. Mắt này ơi xin đừng đi nhé em, mắt này ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có đi qua, có như bao qua, tôi vẫn lôi mãi nơi đây. Mắt này ơi xin đừng đi cha cha. Nào ta cùng vui cha cha cha, cùng vui ngày tháng mong mơ. Xin cảm ơn món quà mà các bạn 333 đã gửi tặng cho các cô gái bên đội 888. Các bạn ấy cũng đã hát một bài hát rất là dễ thương rồi, cho nên là vâng, chúng ta sẽ dành tặng cho các bạn ấy 10 điểm nữa. Xin chúc mừng. Và bây giờ sẽ là hai nốt nhạc đầu tiên của bài hát bí mật thứ hai. Xin mời. Với hai nốt nhạc thì ba chưa thể nào mà đoán được bài hát. Dạ vâng ạ. Và bây giờ thì Thanh Vân sẽ dành tặng cho 888 một từ khóa nha. Và từ khóa dành cho 888 đó là từ hứa. Và 5 giây bắt đầu. Sao anh không đến thăm em chiều mưa vẫn bay? Hay bao cô gái khiến con tim anh lạc lối? Sao anh ra dối để cho lòng em rối bời? Dường như hạt mưa làm ướt mắt em. Anh không mang đến cho em tình yêu khói sương, như bao chiếc lá cuối thu rơi rơi lặng lẽ. Anh không mang đến cho em niềm vui bất ngờ, buồn mang vui ra về bút tim em. Có không anh đừng làm tim em đau nhói, có không
thương không ạ? Và chúng ta hãy dành cho các bạn trong đội 888 thêm 10 điểm nữa. Xin chúc mừng. Và bây giờ sẽ là 4 nốt nhạc tiếp theo. Sao ạ? 4 nốt 888 thua. Thua rồi phải không ạ? Và bây giờ sẽ là từ khóa dành cho 333. Đó là từ bay. Và 5 giây bắt đầu. Và đội 333 sẽ chọn bài hát rất là quen thuộc với tất cả mọi người, ca khúc Đất nước trọn niềm vui. Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng lửa tung bay, rộn ràng và mê say, những bước chân rộn về đây. Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng. Ta nghe vang như tiếng Bác Hồ dậy từ non sông, rào rực sao hôm nay Bác vui với hội toàn dân. Thành đồng ơi, sắt son đã mà khai hoàn, ôi hạnh phúc vô biên. Hát nữa đi em những lời yêu thương. Tổ quốc anh hùng, ôi quê hương sau bao lần thất bại điều tàn mà vẫn ngoan cường, dành một ngày toàn thắng để qua đời rực sáng những ánh mắt lấp lánh. Ta muốn ôm hôn môi tâm đất quê hương, ta muốn ra vang bước chân những người chiến sĩ giải phóng kiên cường. Hoa đăng những môi cười đã đoá hoa đời người thắm tuyệt vời. Một không khí rất hào sảng và 10 điểm dành cho 333. Và bây giờ xin mời 333 lắng nghe 6 nốt nhạc sau đây. Xin mời các bạn. 333 vẫn chưa đoán được. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với lượt chơi của các bạn trong đội 888. Và từ khóa mà chúng tôi dành cho các bạn ấy đó là từ biết. Và 5 giây bắt đầu. Dù đã biết yêu người luôn trái ngang, nhưng em vẫn yêu, vẫn yêu người thật lòng, dù cho nhiều đã đau. Người vẫn thế sâu tận trong trái tim, sâu trong đáy lòng, sẽ cho anh rất nhiều, dù cho ai kia dành cho 888. Và hy vọng rằng 888 sẽ tìm ra câu trả lời với 8 nốt nhạc sau đây. Các bạn đoán ra chưa ạ? Có lẽ là 888 đã nghe ra được giai điệu cũng có bài cũng rất là quen thuộc. Một bài của Nu Phước Thịnh là bài nếu phải không ạ? Và đó chính là một đáp án chính xác.
Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta sẽ cùng đến với bài hát bí mật số 2 của chúng tôi, một sáng tác của Phước Trường mang tên Nếu. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nam ca sĩ Nu Phước Thịnh. Đêm nay nghe sao lạnh quá, buốt ra đôi bờ môi. Vì lời em hứa sẽ quay trở về, đợi hoài em trong u mê, biết em giờ phương trời nào. Đâu con tim anh gục ngã, cô xóa bóng hình em. Dù tình yêu đó mong manh hy vọng, đầy vui tròn bao yêu thương, bước đi dù lòng anh vẫn nhớ em đêm từng đêm, nhớ em đêm từng giờ, chờ một giấc mơ sẽ quay về, sưởi ấm trái tim cô đơn từng ngày, loay hoay từng đêm không biết về đâu. Nếu như một ngày mai em không quay trở lại, thì lòng vẫn yêu em mãi không thôi. Khi đã yêu một người, nguyện lòng yêu mãi thôi, sẽ chẳng đổi thay dù em không quay về. Buốt ra đôi bờ môi, vì lời em hứa sẽ quay trở về, đợi hoài em trong u mê, biết em giờ phương trời nào. Đâu con tim anh gục ngã, cô xóa bóng hình em. Dù tình yêu đó mong manh hy vọng, đầy vui tròn bao yêu thương, bước đi dù lòng anh vẫn nhớ em đêm từng đêm, nhớ em đêm từng giờ, chờ một giấc mơ em sẽ quay về, sưởi ấm trái tim cô đơn từng ngày, loay hoay từng đêm không biết về đâu. Nếu như một ngày mai em không quay trở lại, thì lòng vẫn yêu em mãi không thôi. Khi đã yêu một người, nguyện lòng yêu mãi thôi, sẽ chẳng đổi thay dù em không quay về. Từng ngày loay hoay từng đêm không biết về đâu. Nếu như một ngày mai em không quay trở lại, thì lòng vẫn yêu em mãi không thôi. Khi đã yêu một người, nguyện lòng yêu mãi thôi, sẽ chẳng đổi thay dù em không quay về. Xin chào Nu Phước Thịnh. Không biết là ngày hôm nay đến với chương trình Nào Ta Cùng Hát với tư cách là một khách mời, thì Nu có cảm xúc gì muốn chia sẻ với khán giả hay không? Lời đầu tiên thì xin cho phép Nu Phước Thịnh gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem đài, tất cả quý vị khán giả đang ở đây, cũng như là hai MC rất là xinh đẹp và dễ thương đang đứng kế Nu Phước Thịnh ạ. Cảm giác khi mà ngày hôm nay được đứng trên sân khấu này của chương trình Nào Ta Cùng Hát là một cảm giác rất là vinh dự cho Nu Phước Thịnh. Và ngày hôm nay khi mình được đứng ở trên đây cũng là một cái gì đó động làm nguồn động lực hơn nữa, tạo cho mình thêm thật là nhiều lửa để có thật là nhiều cống hiến hơn cho khán giả. Và chắc chắn là tất cả chúng tôi đều đang chờ đợi sự cống hiến sắp tới mà Nu Phước Thịnh dành cho khán giả. Còn bây giờ mới là câu hỏi của anh, đó chính là tặng một bài rồi tặng thêm bài nữa được không? Xin cảm ơn anh Thanh Tùng rất nhiều. Chắc chắn Nu Phước Thịnh sẽ không làm phụ lòng khán giả đâu. Và Nu Phước Thịnh đến với đây ngày hôm nay đã đem theo thêm một món quà nữa dành tặng cho tất cả quý vị khán giả, đó chính là ca khúc Lặng Thầm. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Xin mời quý vị. Tim này không còn đau nhói thêm. Người ơi, anh sẽ mãi mãi lặng thầm khi bóng dáng ấy đã xa xăm. Anh sẽ mãi mãi lặng thầm, đừng mong cho chi tình yêu rất xa lắm. Con đã nhớ chẳng nói thành lời, con đã nhớ sẽ mãi không vơi.
và Nu Phước Thịnh thì các bạn trong đội 888 đã có thêm 50 điểm nữa. Xin chúc mừng. Dạ, quả thật là 888 và 333 đang rất ngang tài ngang sức. Cả hai đội đều 90 điểm. Và sau đây xin mời quý vị khán giả chúng ta hãy cùng với 888 và 333 cùng đến với vòng 2 được mang tên Hát đúng, hát đúng. Xin chào mừng quý vị cùng quay lại với Nào Ta Cùng Hát. Và ở vòng chơi này chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn 3 bài hát. 3 bài hát về con gái, về phái đẹp rất là đáng yêu. Nhưng mà chúng ta chỉ nghe có một bài duy nhất mà thôi. Và bài hát này sẽ được hát vang lên bởi cả hai đội chơi trong tuần lễ này. Cả 3 thành viên của một đội đều phải hát. Nếu như có bất kỳ một thành viên nào không hát hoặc là hát sai dù chỉ là một ca từ thôi thì các bạn sẽ bị mất đi số điểm 50 của mình. Và bây giờ thì chúng ta có 3 số thứ tự là 1, 2, 3. Chúng ta sẽ ưu tiên 8, 8, 8. Các bạn sẽ chọn số mấy? 8 tháng 3, thôi chọn số 3. Tương ứng với số 3 mà 8, 8, 8 vừa lựa chọn, đó chính là một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Phúc, ca khúc Gót Hồng. Giữa cung trời để sáng hương xuống yên dòng đời con hồng tuy xây theo lời hát cùng bước em rực cháy lên rạng ngời. Quý vị và các bạn thân mến, bài hát Gót Hồng rất là đáng yêu, rất là dễ thương này. Ngay từ đoạn đầu thôi, đây là điều mà tôi không hề muốn nói với 888 trong ngày 8 tháng 3. Đó chính là các bạn ấy đã hát sai lời một chút xíu thôi và 50 điểm ngay lập tức thuộc về 333. Xin chúc mừng! Và bây giờ thì số điểm của hai đội như sau. Các bạn 888 đang có 90 điểm, còn 333 đang giữ số điểm là 140 điểm. Và xin mời quý vị khán giả cùng với hai đội của chúng ta bước vào vòng thi thứ 3 được mang tên Số lượng quyết định. Xếp các cậu có nhìn rõ không? Dạ. Nào, các cậu báo cáo đi. Dạ. Mua sữa bột cho trẻ của Dutch Lady đổi ngay hộp giúp vui sáng tạo hoặc thảm vui khám phá. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Mỗi bé sinh ra đã tiềm ẩn nhiều tài năng. Vì thế, các nhà khoa học Abbott phát minh Gen Plus mới với hệ dưỡng chất đột phá IQ Plus chứa phospholipid, lutein cùng nhiều dưỡng chất ưu việt giúp phát triển trí não cho bé. Hãy phát huy tiềm năng trí tuệ của bé bằng hệ dưỡng chất tiên tiến IQ Plus đã được chứng minh lâm sàng. Hãy dành những bông hồng cho người phụ nữ yêu thương. Enchanté, sự lôi cuốn kỳ diệu. Cảm nhận hương thơm huyền diệu từ Enchanté Magic mới. Enchanté Magic, hương thơm quyến rũ nồng nàn từ Pháp, phép màu huyền diệu của tình yêu. Enchanté, sự lôi cuốn kỳ diệu. Hãy dành những bông hồng cho người phụ nữ yêu thương. Enchanté, sự lôi cuốn kỳ diệu. Quý vị thân mến, ở vòng 3 này sẽ có 2 lần 60 giây rất cam go. Mỗi đội sẽ nhận lấy cho mình 60 giây và họ sẽ hát thật nhiều những ca khúc thật hay dành tặng cho quý vị trong tuần lễ này. Để có thể ghi điểm ở trong vòng thi này thì cũng sẽ bắt đầu bằng việc lựa chọn từ khóa.
và chúng ta sẽ có 4 số thứ tự là 1, 2, 3 và 4. Xin dành lượt lựa chọn này cho các bạn bên đội 888. Các bạn sẽ chọn số mấy? Chắc tiếp tục chọn số 3. Và bây giờ thì Thanh Vân sẽ cho các bạn ấy một từ khóa đúng không nào? Từ khóa số 3 đó chính là từ yêu. Và 60 giây bắt đầu. Hãy yêu nhau đi. Một bài. Hát rõ lên đi để giờ mai chia ly. Hai bài. Yêu em từ muôn kiếp. Ba yêu bài. Nhau cười áo hoa cho nhau. Bốn yêu bài. Là mộng mơ viết nên trang mới ý thơ. Năm bài. Dù đã biết yêu người luôn chơi. Sáu bài. Sáu bài. Dẫu yêu ơi mà về đây bên tôi. Bảy bài. Nếu có nước mắt, nếu có yêu thương. Tám bài. Yêu anh em đâu dám mong gì hơn. Chín bài. Yêu là mộng mơ viết nên trang bao ý thơ. 10 bài rồi các bạn. Yêu và em đã yêu rồi cho. 11 bài. Cùng hỡi yêu thương thật quá mong manh. Kinh hỡi người. 12 bài. Yêu làm chi lời hoen bơ mi. 13 bài. Tình yêu là gì mà dần hơn buồn không duyên cớ. 14 bài. Lúc mới yêu thật vui. 15 bài. 15 bài. Bài chứ yêu bài lắm. Ở những giây cuối cùng thì anh Thúy đã nói rằng bài chứ yêu bài lắm. Rất là nhanh nhưng mà rất tiếc là lúc đó tiếng chuông đã vang lên rồi. Và Vân rất tiếc là không thể nào tính đó là 16 bài hát được. Dù sao thì 15 bài hát trong 60 giây cũng là một số lượng rất là lớn. Và điều đó đương nhiên sẽ là một áp lực rất là lớn dành cho 333. Các chàng trai thân mến, chúng ta sẽ còn những số thứ tự ở 1, 2 và 4. Các bạn chọn số mấy? Đội 333 sẽ chọn số 1. Số 1 không ạ? Và từ khóa mà chúng tôi dành cho 333 đó chính là từ em và 60 giây bắt đầu. Em là hoa bút băng non, em đến đây một. Không nghe các bạn ơi. Em đã kết bước quay mình đi. Một bài. Em là hoa bút băng non, em đến lên trong người. Hai bài. Em chỉ biết không đi nghe tiếng em không? Em sẽ là mùa xuân của mẹ. Ba bài từ từ các bạn. Hát rõ các bạn ơi. Anh đến thăm em đêm 30. Hát chung một bài phải hát nha. Em ơi Hà Nội phố. Năm bài. Từ khi em đến mấy bóng xanh quanh đời tôi. Sáu bài. Có phải em là mùa thu Hà Nội. Bảy bài. Không phải em nào đâu phải em. Tình em còn mãi xa. Còn đây đầy dấu yêu nhớ. 9 bài. Có bao giờ em buồn và nghĩ đến anh. 10 bài. Đừng nên khóc nhé em ơi anh đi mai anh lại về. 12 bài. 11 bài. Em ơi biết không em. Em ơi có bao nhiêu. 12 bài. Ngày nào cho tôi biết. Biết yêu em rồi tôi biết. Hôm qua em mơ gặp ba khổ. 14 bài. Hai bàn tay của em đem mũi cho mẹ xem. 15 bài. Em giờ phút đêm nay đang ở đâu? 16 bài! Hôm nay lẽ ra sự may mắn mà ba có được phải thuộc về các bạn 888 mới đúng. Đúng không ạ? Bởi vì từ khóa em rất là dễ, hầu như bài hát nào cũng có, đặc biệt là những bài hát thiếu nhi. Đúng không ạ? Biết làm sao được, bởi vì ở vòng thi này yếu tố may rủi cũng là một điều quyết định được sự thắng thua. Và bây giờ thì các bạn bên đội 333 sẽ được nhân đôi số điểm thành 280 điểm. Vũ Bảo ơi, bây giờ các bạn hãy dành những lời nào mà thiệt là thiết tha chân thành để dành cho 888 để họ đừng có giận. Lát nữa 333 sẽ dắt 888 đi ăn chè. Cũng rất là dễ thương đúng không nào? Một lời đề nghị rất là đáng yêu. 888 ơi, chúng tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ không buồn đâu đúng không? Bởi vì ngày hôm nay là vừa tham dự một trò chơi rất là vui ở trên truyền hình, rồi cùng được các chàng trai rất là dễ thương dẫn đi ăn chè nữa. Ở đây Vân đâu được mời đâu, thấy không? Thật ra thì nãy giờ 888 á, thì cũng dĩ nhiên cũng buồn chút. Tại vì thua, nhưng mà nói chung thì con gái mình cũng trọng lượng, cho nên là mình cũng đi ăn chè, tại vì dù sao cũng thích ăn chè. Cho nên là coi như là đây là một cuộc vui nè, vừa có thêm ba chàng trai đáng yêu rất là dễ thương và được quen rất là nhiều bạn bè và hát rất là nhiều ca khúc. Cho nên là 888 hôm nay 8 tháng 3 rất là vui và hy vọng là đừng có quên lời hứa ăn chè đó nha. Và đương nhiên là các bạn 888 cũng sẽ ra về với một phần thưởng trị giá 2.100.000 đồng. Còn phần thưởng tính đến thời điểm hiện nay của các bạn bên đội 333 đó chính là 4.800.000 đồng. Xuân Hùng và Văn Cương thân mến, ai sẽ là người bước ra đây cùng với Thanh Tùng và Thanh Vân ạ? Em tên Xuân Hùng, em xin được ở chơi một chơi đặc biệt. Và như vậy là bạn Xuân Hùng sẽ cùng bước ra đây cùng với Thanh Tùng và Thanh Vân tham dự vòng đặc biệt.
Và bài hát bí mật của chúng tôi được ẩn giấu rất là dễ. Bạn sẽ nghe từ khóa và hát, nhưng bạn phải tìm ra được bài hát này trong vòng 90 giây mà thôi. Có một ưu tiên dành cho bạn, đó là nếu như bạn gặp những từ khóa quá khó, bạn hát không được thì bạn có thể bỏ qua. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng đặc biệt cùng với bạn Hùng. Từ khóa chúng tôi dành cho bạn ấy đó là từ trời và 90 giây bắt đầu. Không biết thì bỏ qua bạn. Bỏ qua. Mây. Mây và tóc em bơi trong chiều gió lở. Hai nốt nhạc. Gió. Gió đông qua trước hiên nhà. Bốn nốt nhạc. Xuân. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng. Sáu nốt nhạc. Mùa. Mùa xuân là mùa yêu thương. Tám nốt nhạc. Nắng. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng. Mười nốt nhạc. Xin hãy thứ tha. Không đúng bạn ơi. Từ môi. Bỏ qua. Mơ. Đêm qua nằm mơ phố. 12 nốt nhạc. Xin hãy thứ tha. Không đúng ạ. À, giai điệu giống thôi nhưng không phải bạn ạ. Tươi. Bỏ qua. Mới. Bỏ qua. Thanh thang. Bỏ qua. Về. Hôm nay ai đưa em về. 14 nốt nhạc. Thời gian đã hết rồi. Bạn Hùng của chúng ta hai lần liên tục đoán rằng đây là bài Xin hãy thứ tha, phải không ạ? Do Hùng Ngọc Hà trình bày đúng giai quả điệu thật cũng là cái giai rất điệu là giống. Rất giống. Nhưng mà đây là một bài hát khác. Chúng ta hãy nhớ lại chủ đề của chương trình tuần này là chủ đề về những người phụ nữ rất là đáng yêu xung quanh chúng ta, đúng không? Và chắc chắn tuổi đẹp nhất của những người con gái đó chính là tuổi thiếu nữ. Và chúng ta cũng đã đến với một tác phẩm rất là hay ở vòng đặc biệt. Đó chính là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo mang tên 20. Và xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với bài hát này với phần biểu diễn của cả hai đội chơi. Thân mến, một lời chúc tốt đẹp nhất dành tặng cho tất cả những người phụ nữ trong ngày 8 tháng 3 và hy vọng rằng sẽ tất cả những ngày trong năm đều là những ngày rất tươi đẹp của tất cả chúng ta. Chương trình Nào Ta Cùng Hát do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và chúng tôi rất mong sẽ sớm gặp lại quý vị và các bạn vào mỗi 11 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn giờ đây xin mời quý vị cùng hát vang bài hát của tất cả chúng ta, bài hát Nào Ta Cùng Hát. Nào ta cùng hát với những đam mê. Nào ta cùng hát cho những yêu thương bên nhau. Nào ta cùng hát khi xưa hay khi âu lo. Nào ta cùng hát, hát với nào. Nào ta cùng hát với những đam mê. Nào ta cùng hát cho những yêu thương bên nhau. Nào ta cùng hát khi xưa hay khi âu lo. Nào ta cùng hát, hát với nào.